Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 103 Trung ương do Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về xây dựng đề án nghiên cứu chức năng nhiệm vụ mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ và đề án quy chế hoạt động của hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ. Dự buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương có Ủy viên Chủ quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miên. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 723 tổ chức hội, trong đó có 126 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi thành phố, 130 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện, 467 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi phường, xã. Tổng số hội viên của các tổ chức hội đặc thù là 524.000 hội viên. Thời gian qua, các hội hoạt động theo đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích, tập trung vận động, tập hợp, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia những vấn đề xã hội và thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, mà ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết nhấn mạnh vai trò vị trí của các hội trên địa bàn, nhất là các hội đặc thù rất quan trọng. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nêu một số khó khăn của Đà Nẵng về Nghị định số 45 năm 2010 ngày 21 tháng 4 năm 2010 đối với nội dung quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế khoán hoặc hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ giao đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, điều động cán bộ bổ sung chế độ chính sách cho những người không phải lãnh đạo hội, nguồn lực huy động ngân sách. Chúng tôi mong muốn là sau khi cái đề án này thì Ban chỉ đạo tham mưu, Ban hành trung ương ra nghị quyết và nhà nước và chính phủ thể chế hóa những vấn đề này để mà chúng ta giải quyết dứt điểm, cụ thể, rõ ràng, minh bạch và đầy đủ thông tin để mà trong cái tổ chức hoạt động của bản thân các tổ chức hội và trong lãnh đạo quản lý của chúng ta thì nó cụ thể hơn sau cái đề án lần này. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao thành phố Đà Nẵng về kết quả thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện chức năng nhiệm vụ mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của hội, quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố, đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các hội quần chúng tổ chức nghề nghiệp về cơ chế tài chính điều lệ của hội. Hôm nay các ý kiến ở đây đó, thì đều nói là chúng ta cần phải có một cái đánh giá thực chất hơn về các hội trong vấn đề thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của chính phủ. Đánh giá thực chất đúng, chúng ta nhận định lại, đánh giá lại cho nó chính xác. Thì cái này là ở cấp trung ương chúng tôi cũng nghĩ phải cần phải nhìn định. Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ nghiên cứu sửa đổi xây dựng đề án để cho phù hợp trong tình hình mới với mô hình hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.